Em Đạt Trần rất là vui khi được gặp lại các bác trong clip của buổi tối ngày hôm nay. Thì em Đạt Trần xin lên sóng cho các bác cặp loa Optimus PRO 4000, một dòng loa rất hay đến từ đất nước Mỹ. Cặp loa Optimus PRO 4000 với cái cấu hình rất là khủng long cùng với kích thước là vô cùng là cao lớn. Cặp này cao tới 81 cm, chiều rộng 44 cm và chiều sâu 30 cm. Công suất là 160W một thùng và độ nhẹ và cái trở kháng của nó là 8 ohm. Cấu hình của cặp này khá là khủng. Cặp loa sử dụng một loa bát 40 cm màng giấy gân mút, một loa chung 14 cm và một loa chép kèn 20 cm các bác nhé. Và cấu hình của cặp loa rất là khủng. Lỗ thông hơi được thiết kế ở phía trước cặp loa 3-way speaker cho cái chất âm rất là hay. Nhìn vào cái cấu hình của cặp loa thì các bác cũng có thể đánh giá được cái chất âm. Cặp loa cho cái chất âm khá là uy lực mạnh mẽ. Tiếng nó thì tiếng trầm sâu mạnh như bom luôn, trùng chép rất là sáng và chi tiết. Cặp này thể hiện được đa các dòng thể loại nhạc và các bác có thể kết hợp hát hò nghêu ngao gia đình rất là ok trên cặp loa Optimus PRO 4000 này các bác nhé. Tình trạng thì cặp loa này bên em về đẹp còn xuất sắc và nguyên zin các bác nhé, rất là đẹp luôn. Và với cái thiết kế vỏ gỗ lạng rất là đẹp, cả mặt trước mặt hông và trên dưới đều là vỏ gỗ lạng. Rồi em Đạt Trần mời các bác chúng ta cùng quan sát cái cấu hình chi tiết của cặp loa Optimus PRO 4000. Vâng, một loa bass 40 cm màng giấy màng sóng và gân được sử dụng gân bút, một loa chung lớn và một loa chép kèn. Lỗ thông hơi ở phía trước giúp chúng ta vô cùng là dễ dàng kê đặt cũng như là bày biện. Đây model của nó Optimus PRO 4000 bằng 3-way speaker. Đây là cái phần e căng của nó. Cặp loa thì sử dụng e căng nhựa vải màu nâu còn zin nguyên bản và khung e căng cũng còn zin nguyên. Thiết kế rất là đẹp và trên dưới đều lạng gỗ. Vâng, trên dưới đều lạng gỗ rất là đẹp luôn. Đây là chiếc e-căng còn lại cũng rất là đẹp luôn, chưa có gãy móp một chút nào. Và e-căng bằng gỗ thì bằng nhựa các bác nhé, thì rất là dễ dàng chúng ta có thể vệ sinh theo thời gian. Mặt sau của nó thì chỉ có phần cọc loa ở đây thôi, là một cái thông số Optimus PRO 4000, cặp này 8 ohm và công suất là 160W trên một thùng. Một cái cặp loa rất là hay, bên em thì cũng có về được vài cặp này như này và trên thị trường cũng không hề có nhiều cặp loa này nhá. Và em mời các bác cùng nghe cái chất âm rất hay của cặp Optimus PRO 4000. Cặp loa cho âm bass sâu, rất là sâu. Các bác có thể đeo tai phone để cảm nhận rõ cái chất âm của cặp này rất hay ạ. Ngày đó anh còn nhớ buổi đăng trình, em bồng con đứng nhìn ngoài kia trong ruột quân rêu, bao lớp trai anh hùng đã tìm ra chiến trường. Con nhớ con mình ngày đó, tháng chưa tròn anh đặt tên chúng mình, giờ con biết đọc hay chưa, anh nhắc tên bà hoài để em nhớ thương thêm. Nở trên cành mai, biết xuân nay lại về. Bên chín hào đồn xa, mùa qua xuân chẳng có, anh đã vội biên thư. Thư biết em chẳng được, mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau. Mùa xuân này không đến cho chúng mình bên nhau, thư viết hẹn xuân sau.
cặp loa cho chất âm rất là hay, tiếng bass thì uy lực và sâu như bom, đặc biệt là cái giải trung rất là rộng và thoáng, giải chép lên cao, leng keng và tí tách bông tơi. Cặp loa Optimus Pro 4000, một cặp loa chơi đa thể loại nhạc và các bác có thể kết hợp giữa nghe nhạc và hát karaoke gia đình trên cặp này rất là hay. Cặp loa Bass 40. Vâng, cặp loa này bên em xin được báo giá các bác, cặp loa có giá 15.500.000 đồng các bác nhé. Và sản phẩm có ship hàng toàn quốc, giá báo sản phẩm không bao gồm phí ship, em đặt trần, mong các bác lưu ý như vậy cho. Và địa chỉ của em 351 Linh Lam, Hà Nội các bác nhé. Bác nào thắc mắc địa chỉ hoặc chưa nghe rõ, các bác có thể alo trực tiếp cho em theo số máy đang để trên tấm biển. Tôi thơ đi hoang nghiền đêm trốn ngủ, phận ba tôi đời hoang phế sau lần. Nay gặp mặt gặp đời làm lính mà đôi dệt đây rồi, từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hoa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thề. Ngày nào đó tôi còn thèm ánh sáng kinh, số tôi đi hàn trên lá cỏ, đồn xa tôi ở trấn quân thủ ngày đêm to mặt. Cặp này khi mà mở lớn lên thì bát nó đánh rung nhà luôn các bác nhá. Chất âm rất là uy lực trên cái cặp loa Optimus Pro 4000 này. Và cái số lượng chỉ có một cặp duy nhất. Bác nào quan tâm mời qua alo trực tiếp cho em đặt trần. Và cơ hội không chờ một ai. Và sản phẩm này bên em chỉ có một cặp duy nhất. Và bác nào yêu mến thì mời qua alo trực tiếp cho em đặt trần nhá. Và loa cho chất âm rất là hay, các bác cảm nhận chất âm của cặp loa thế nào mời các bác comment phía dưới. Vâng, em đã xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.